Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Chúa ở cùng anh chị em. Các anh chị xin cùng hội thánh điều gì? Đức tin xin ơn đức gì cho các anh chị? Sự sống vĩnh cửu là các anh chị nhận biết Thiên Chúa thật và đấng người sai đến là Đức Giêsu Kitô. Quả thật Đức Kitô đã sống lại từ cõi chết, đã được Thiên Chúa đặt làm nguồn mạch sự sống và Chúa tể mọi loài hữu hình và vô hình. Sự sống ấy hôm nay các anh chị đón nhận qua bí tích thánh tẩy và được trở nên môn đệ của Chúa Kitô. Vậy các anh chị đã thực thi giáo huấn của Chúa, tuân giữ giới răn của Người, sống tình huynh đệ và chăm chỉ cầu nguyện để xứng đáng trở thành Kitô hữu chưa? Những người đỡ đầu cho các anh chị dự tòng này trước mặt Thiên Chúa, quý ông bà có thấy người dự tòng này xứng đáng lãnh nhận các bí tích khai tâm không? Các anh chị là người đỡ đầu làm chứng cho những người dự tòng này, vậy các anh chị có sẵn sàng dùng lời nói và gương sáng mà tiếp tục giúp đỡ những người này sống đức tin và phụng sự Chúa không? Lạy Chúa là Cha nhân từ, chúng con cảm tạ Chúa đã cho các tôi tớ đây đi tìm kiếm Chúa và được Chúa kêu mời bằng nhiều cách. Hôm nay trước mặt hội thánh, những người này đáp lại tiếng Chúa kêu mời. Vậy xin Chúa đoái thương ban cho những người này được hân hoan thấy Chúa hoàn tất ý định yêu thương của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Tiến về nhà Chúa ta. Tiến về nhà Chúa ta. Hãy trước bỏ đi bao đắng lo. Trên các tầng trời và bình an dưới thế cho người hiền lành, chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu
Kitô, chỉ có Chúa là đấng thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là đấng tối cao, cùng đấng Chúa thánh thần trong vinh quang đấng Chúa Cha. Xin điệp dâng thánh lễ bí tạ ơn Chúa, cầu bình an cho gia đình, cầu nguyện cho các anh chị hôm nay lãnh nhận các bí tích khai tâm đời Kitô hữu. Xin ơn hoán cải, cầu nguyện cho linh hồn Ine, Phêrô, Giuse, Maria, Gioakim, các linh hồn nhà an nghỉ, các thai nhi, cầu nguyện cho tổ tiên ông bà cha mẹ các linh hồn. Lạy Chúa, Chúa đã dùng lời ban sự sống cho chúng con được tái sinh. Xin dạy chúng con biết đón nhận lời Chúa để luôn luôn hành động theo sự thật và mỗi ngày sống phù hợp hơn với tình yêu của người Kitô hữu. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Cha là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiển trị cùng Cha trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần từ muôn thuở đến muôn đời. Amen. Lời Chúa trong thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Ê-phê-sô. Thưa anh em, tôi là người đang bị tù vì Chúa. Tôi khuyên nhủ anh em hãy sống cho xứng đáng với ơn kêu gọi mà Thiên Chúa đã ban cho anh em. Anh em hãy ăn ở thật khiêm tốn, hiền từ và nhẫn nại. Hãy lấy tình bác ái mà chịu đựng lẫn nhau. Anh em hãy tha thiết duy trì sự hiệp nhất mà thần khí đã đem lại bằng cách ăn ở thuận hòa, gắn bó với nhau. Chỉ có một thân thể, một thần khí, cũng như anh em đã được kêu gọi để chia sẻ cùng một niềm hy vọng. Chỉ có một Chúa, một niềm tin, một phép rửa. Chỉ có một Thiên Chúa là Cha của mọi người, đấng ngự trên mọi người, qua mọi người và trong mọi người. Đó là lời Chúa. Chúa làm chu trái đất cuộn muôn vật muôn loài, Chúa làm chủ hoàng với toàn thể dân cư, nền trái đất người dựng trên biển cả, đặt vững vàng trên làn nước mênh mông. Ai được lên núi Chúa, ai được ở trong đền thánh của Người, đó là kẻ tay sạch lòng thanh, chẳng mê theo ngẫu tưởng. Lạy Chúa, đây chính là dòng dõi những kẻ tìm kiếm thánh nhân. Người ấy sẽ được Chúa ban phúc lành, được Thiên Chúa cứu độ thường công xứng đáng. Đây chính là dòng dõi những kẻ kiếm tìm Người, tìm thanh nhan Thiên Chúa nhà Gia-cốp. Lạy Chúa, đây chính là dòng dõi những kẻ tìm kiếm thanh nhan Ngài. Alleluia, Alleluia. Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha vì Cha đã mang khải mầu nhiệm nước trời cho những người bé mòn. Alleluia. Chúa cùng anh chị em và cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Một hôm thấy đám đông Chúa Giêsu lên núi, Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên, Người lên tiếng dạy họ rằng: Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì nước trời là của họ. Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được đất hứa làm gia nghiệp. Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an. Phúc thay ai khát khao nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thỏa lòng. Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương. Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa. Phúc thay ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì nước trời là của họ. Phúc thay anh em khi vì thầy mà bị người ta sỉ và bách hại và vu khống đủ điều xấu xa, anh em mới vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa cộng đoàn, và đặc biệt các anh chị sắp lãnh nhận các bí tích khai mở đời sống Kitô hữu của mình. Và thật là ý nghĩa trong bài đọc thứ nhất hôm nay, trích thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi cho tín hữu Ê-phê-sô. Đây là một bức thư đặc biệt đề cập đến hội thánh Chúa. Hội thánh được quy tụ bởi những người tin đón nhận phép rửa để trở nên con của Chúa. Và vì thế cho nên Thánh Phaolô khuyên nhủ tất cả chúng ta hãy sống cho xứng với ơn gọi mà Thiên Chúa đã ban cho anh chị em. Chúa kêu gọi chúng ta trở nên những người con của Chúa, sống xứng đáng với cái ơn này. Hãy ăn ở thật khiêm tốn, hiền từ, nhẫn nại, lấy tình bác ái chịu đựng lẫn nhau. Những lời lẽ của Thánh Phaolô trong trang thư hôm nay mở ra cho chúng ta một cảnh vực thần linh của yêu thương. Yêu thương là như thế. Yêu thương là đón nhận nhau, sống khoan dung, chịu đựng lẫn nhau. Anh em hãy thiết tha duy trì sự hiệp nhất mà thần khí đem lại bằng cách ăn ở thuận hòa, gắn bó với nhau. Đời Kitô hữu vượt lên trên tất cả, yêu cho đến tận cùng. Và như vậy khi chúng ta bước vào nhà thờ thì hình ảnh luôn đập vào mắt chúng ta, đó là một Chúa Giêsu chịu nạn, chịu đóng đinh, chịu chết vì tất cả chúng ta. Bất cứ nhà thờ nào chúng ta bước vào thì cái hình ảnh đầu tiên chúng ta xúc chạm đến đó là hình ảnh của tình yêu. Tình yêu là như thế đó. Tình yêu là chịu thương, chịu khó vì người mình yêu. Và cái điểm top đỉnh của tình yêu là dám chết vì người mình yêu. Một Chúa Giêsu như thế. Có một tình yêu tên là Giêsu. Một Chúa Giêsu chịu nạn, chịu chết, nhưng Ngài đã phục sinh và Ngài đang sống. Cho nên những cử hành phục vụ như chiều hôm nay, chúng ta biết rằng Chúa Giêsu phục sinh đang hiện diện giữa cộng đoàn chúng ta đây. Chúa rất vui mừng ngày hôm nay, chiều hôm nay
có những anh chị đáp lại lời mời gọi yêu thương để lãnh nhận các bí tích khai tâm đời Kitô hữu, để rồi hơn lúc nào hết cảm nhận được thế nào là con của Chúa. Chúa yêu thương biết là chừng nào, Chúa yêu thương đến chết về chúng ta. Cho nên hãy mạnh dạn để đáp lại tình yêu của Chúa. Và trang phúc âm được chọn trong ngày lễ hôm nay, đó là bài giảng trên núi, hiến chương nước trời, tám mối phúc thật, hạnh phúc cho những ai sống tinh thần nghèo khó vì nước trời là của họ. Chúng ta có thể không hiểu được lời Chúa hôm nay, thế nhưng càng sống càng cảm nghiệm hạnh phúc cho người sống tinh thần nghèo khó vì họ không cậy dựa vào của cải tiền bạc, họ không dựa vào quyền lực thế gian này, thế nhưng họ buông mình để thuộc về Chúa trong một sự thiếu thốn. Giờ đây chúng con chỉ còn biết tựa nương nơi Chúa thôi. Và như thế hạnh phúc cho những ai sống tinh thần nghèo khó đó cảm nhận rằng tất cả những gì tôi có là do Chúa thương ban. Và vì thế chúng tôi đón nhận trong sự biết ơn, yêu mến, và thật là hữu hiệu khi chúng tôi ý thức rằng mình đón nhận tất cả từ ơn của Chúa. Tuy tay con nhỏ bé bao nhiêu cũng không vừa, Chúa ban cho chúng con hết ơn này, hết đến ơn khác. Và chính trong cái sự hoàn toàn thuộc về Chúa ấy, với tinh thần nghèo khó chỉ biết tựa vào Chúa, không dựa vào tiền bạc, không dựa vào của cải, không dựa vào những quyền lực thế gian này, chúng ta thấy tất cả là vô thường. Biết bao nhiêu người có đó tiền bạc, quyền hành đó, thế nhưng kết quả cuộc đời như thế nào chúng ta biết đấy. Chỉ những ai đặt trọn niềm tin nơi Chúa, người ấy luôn bình an, mãi mãi bình an trong niềm vui hạnh phúc. Và như thế các anh chị hôm nay được Chúa kêu mời để đáp lại, để lãnh nhận các bí tích khai tâm đời Kitô hữu, trở nên con của Chúa. Chúa toàn năng, chúng ta là con của Chúa, hạnh phúc sung sướng biết là chừng nào. Trời cao có mắt, người bình dân nói như thế, mà Chúa trên cao ấy, Thiên Chúa chúng ta tôn thờ, yêu thương chúng ta, quan phòng lo liệu cho chúng ta những gì tốt đẹp nhất. Xin cho mỗi người chúng con cảm nhận được lời quyền lực yêu thương của Chúa, và cho chúng con cảm nhận được thật hạnh phúc. Chúng con hơn những người khác vì chúng con có Chúa nơi tâm hồn chúng con. Chúng con trở nên những người con của Chúa. Chúa luôn yêu thương chúng con, chăm sóc, lo lắng cho chúng con, cho chúng con một bề tín thác nơi Chúa. Chỉ có Chúa mới đem lại cho chúng con hạnh phúc muôn đời. Lạy Chúa, con biết đi về đâu để tìm hạnh phúc. Chỉ khi nào chúng con đến với Chúa, chúng con mới tận hưởng được hạnh phúc, niềm vui, bình an. Mời cộng đoàn chúng ta đứng. Anh chị em thân mến, Thiên Chúa mời gọi chúng ta hiệp thông với người trong tâm tình thống hối và cảm tạ
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Chúng ta hãy cầu xin Chúa khơi dậy nơi chúng ta và các người dự tòng này tâm tình sám hối và hoán cải để xứng đáng đón nhận ơn cứu độ của Chúa. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Chúng ta hãy cầu xin Chúa ban Thánh Thần xuống trên các tôi tớ Chúa đây để nhờ Ngài hướng dẫn họ sống trọn vẹn ơn gọi của đời Kitô hữu. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho các tôi tớ Chúa đây nhờ bí tích thánh tẩy được mai táng với Chúa Kitô để cùng sống lại với Người. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Chúng ta hãy cầu xin cho toàn thể thế giới biết nhận ra tình yêu cứu độ của Thiên Chúa qua Chúa Giêsu. Nhờ đó mọi người được trở nên con của Thiên Chúa. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Lạy Thiên Chúa toàn năng, Chúa đã sai con một Chúa đến giải thoát chúng con khỏi tội lỗi và sự chết. Xin thương ghé mắt nhân từ nhớ đến chúng con là những kẻ tội lỗi và ban cho chúng con sức mạnh để lướt thắng cạm bẫy thế gian và chỉ sống cho một mình Chúa. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Xin Chúa Kitô cứu thế ban sức mạnh của Người cho các anh chị. Để biểu hiện ơn ấy, tôi sức dầu cứu rỗi cho các anh chị trong có một Đức Kitô Chúa chúng ta, đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen. Anh chị em thân mến, chúng ta xin Thiên Chúa là Cha toàn năng thương đến các tôi tớ Chúa đang xin lãnh nhận bí tích thánh tẩy. Chính Người kêu gọi và dẫn đưa các tôi tớ Chúa đến đây, xin Người ban ánh sáng và sức mạnh để các tôi tớ Chúa nhiệt tâm gắn bó với Chúa Kitô và tuyên xưng đức tin công giáo. Xin Người cũng ban Thánh Thần để đổi mới các tôi tớ Chúa, vì chính Thánh Thần là đấng mà chúng ta tha thiết khẩn nài xuống thánh hóa nước này. Sau mỗi câu xin đáp, chúng con xin chúc tụng Chúa. Bởi nước và Thánh Thần, Chúa đoái thương quy tụ thành một dân riêng tất cả những ai đã chịu thánh tẩy trong con Chúa là Đức Giêsu Kitô. Chúng con xin chúc tụng Chúa. Chúa Thánh Thần, tình yêu tuôn đổ vào lòng chúng con để Người giải thoát ban bình an và biến đổi chúng con nên sư và tin mừng của Chúa. Chúng con xin chúc tụng Chúa. Lạy Chúa, Chúa đã gọi các tôi tớ Chúa đến chịu bí tích thánh tẩy trong đức tin của hội thánh. Nhờ mầu nhiệm nước thánh này, xin Chúa chúc lành cho các tôi tớ của Chúa và ban ơn tái sinh bởi Thánh Thần để các anh chị được sống muôn đời. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Anh chị em thân mến, cùng với những người dự tòng, chúng ta tuyên xưng đức tin của bí tích thánh tẩy mà tất cả chúng ta đã lãnh nhận để sống trong tự do của con cái Thiên Chúa. Anh chị em có từ bỏ tội lỗi không? Từ bỏ. Để khỏi làm nô lệ tội lỗi, anh chị em có từ bỏ những quyến rũ bất chính không? Để khỏi làm nô lệ tội lỗi, anh chị em có từ bỏ những điều bất chính và từ bỏ ma quỷ là kẻ gây ra và cầm đầu tội lỗi không? Từ bỏ. Anh chị em rất thân mến, anh chị em có tin kính Thiên Chúa là Cha toàn năng đấng tạo thành trời đất không? Anh chị em có tin kính Đức Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, Chúa chúng ta,
sinh bởi Đức Trinh Nữ Maria, đã chịu khổ hình và mai táng, đã sống lại từ cõi chết và đang ngự bên hữu Chúa Cha không? Anh chị em có tin kính Đức Chúa Thánh Thần, tin Hội Thánh Công Giáo, tin các thánh thông công, tin phép tha tội, tin xác sống lại và sự sống vĩnh cửu không? Các anh chị đã trở nên tạo vật mới và đã mặc lấy Chúa Kitô. Vậy các anh chị hãy nhận lấy chiếc áo trắng, chiếc khăn trắng, hãy mang lấy và giữ nó tinh tuyền cho đến khi ra trước tòa Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, để các anh chị được sống muôn đời. Amen. Các anh chị đã trở nên ánh sáng Chúa Kitô. Các anh chị luôn luôn sống như con cái sự sáng và bền vững trong đức tin, để khi Chúa đến, các anh chị xứng đáng ra nghênh đón Người với toàn thể các thánh trên trời. Amen. Người đỡ đầu lên thắp nến trao cho các anh chị mới được rửa tội. Chúng ta thấy giữ được ngọn lửa cháy sáng không đơn giản. Gió máy có thể làm tắt ngọn nến. Những khó khăn nghịch cảnh cuộc đời có thể dập vùi đức tin của chúng ta. Cho nên đức tin hôm nay được lãnh nhận cần được bao bọc, giữ gìn, phát triển. Hãy lãnh nhận ánh sáng Chúa Kitô. Các anh chị đã được tái sinh trong Chúa Kitô, được trở nên chi thể và thành phần dân tứ tế của Người. Giờ đây các anh chị còn phải lãnh nhận Chúa Thánh Thần đã ngự xuống tràn đầy trên chúng tôi. Chúa đã ban ơn Thánh Thần cho các tông đồ ngày lễ ngũ tuần. Chính các tông đồ và những đấng kế vị lại ban cho những người đã chịu thánh tẩy. Vậy các anh chị cũng lãnh nhận sức mạnh Chúa Thánh Thần mà Thiên Chúa đã hứa ban, để nhờ đó một khi trở nên giống Chúa Kitô hơn, các anh chị sẽ làm chứng về cuộc khổ nạn và phục sinh của Chúa, trở thành chi thể hoạt động của Hội Thánh, hầu xây dựng nhiệm thể Chúa Kitô trong đức tin và đức mến. Còn anh chị em trong cộng đoàn, chúng ta hãy cầu xin Thiên Chúa Cha toàn năng đoái thương ban tràn đầy Chúa Thánh Thần xuống trên những người tân tòng này, để Chúa Thánh Thần dùng ân huệ dồi dào của Người làm cho những người tân tòng này nên vững mạnh và được sức dầu để nên giống Chúa Kitô con Thiên Chúa. Mời cộng đoàn đứng. Thánh Thần khấn xin ngự đến. Suối nguồn thánh ân hiện xuống, này dương gia xin Ngài ơi ơi, Ngài ơi xin Ngài hãy đến chiếu sáng thế gian u mê tối tăm. Ngài ơi xin Ngài xin đến dẫn dắt chúng con trên đường, cầu Ngài liên kết chúng con nhất tâm lên Ngài, cầu Ngài ban ơn thêm sức kiên vững không lay, sống sao nên Người con Chúa chân nhân tình yêu. Lạy Thiên Chúa toàn năng,
là Cha Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, Chúa đã tái sinh các tôi tớ chỗ đây bởi nước và Thánh Thần. Khi giải thoát họ khỏi tội lỗi, thì lạy Chúa xin ban Chúa Thánh Thần đấng an ủi đến trong những người này. Xin ban cho những người này thần trí khôn ngoan và thông hiểu, thần trí lo liệu và sức mạnh, thần trí suy biết và đạo đức. Xin ban cho những người này ơn kính sợ Chúa. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Mời cùng đoàn ngồi. Các anh chị đã lãnh nhận bí tích khai tâm, bí tích rửa tội, bí tích thêm sức. Và giờ đây chúng ta tiếp tục thánh lễ. Và các anh chị lần đầu tiên được rước Chúa, xin Chúa cư ngụ dồi dào trong tâm hồn của tất cả các anh chị. Chúng ta vỗ một tràng pháo tay thật lớn để mừng cho các anh chị. Xin anh chị em cầu nguyện để hy lễ của tôi và của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và hữu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, cùng với của lễ hội thánh đang dâng tiến Chúa đây, xin Chúa thương chấp nhận các anh chị đã được Chúa cho gia nhập đoàn dân tư tế, là những người nhờ bí tích thánh tẩy và bí tích thêm sức đã trở nên hình ảnh sống động của Đức Kitô. Của lễ những người này tiến dâng cũng là của lễ của Đức Kitô con Chúa, người hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen. Chúa cùng anh chị em và cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên, chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta, thật là chính đáng. Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Tuy Chúa không cần chúng con ca tụng, nhưng việc chúng con cảm tạ Chúa lại là một hồng ân Chúa ban, vì những lời chúng con ca tụng chẳng thêm gì cho Chúa, nhưng đem lại cho chúng con ơn cứu độ nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Vì thế cùng với ca đoàn các thiên thần, chúng con ca ngợi Chúa và hân hoan tuyên xưng rằng: Hân hoan thay Chúa là Thiên Chúa các đạo linh, trời đất đầy vinh quang Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúng tôn đấng ngự đến nhân danh Chúa.
lạy Chúa, chúng ta là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình người, cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy, lạy Chúa, khi ghi nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến Hội Thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn Hội Thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Tổng Giám Mục Giuse chúng con, Đức Cha Phụ Tá Giuse và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ, các thánh tử đạo tại Việt Nam và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Xin nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Hạnh phúc cho những ai nương tựa, cậy dựa vào Chúa. Lạy Cha, chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha ta sớm được Cha chỉ đến, thì Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho Yeah.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Vì vương quyền, quý lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen. Niềm vui bình an của Chúa ở cùng anh chị em. Nương tựa vào Chúa, anh chị em chúc bình an cho nhau. Lạy Chúa Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Chúa Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Chúa Thiên Chúa, đấng xóa tội. Đây chiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, phúc những ai được mời dự tiệc chiên Thiên Chúa. Xin chuẩn bị nến sáng cho các anh chị. Sáu người. Con đang kiếm tìm tình đó giữa chốn trần này. Con bao tháng ngày miệt mài tìm đâu chẳng thấy. Con đang kiếm tìm nơi chốn nào tình yêu sẽ lấp đầy cho trái tim này từng ngày bâng khuâng.
con như suối đời dồn ra những kim tình yêu, nhưng đâu mấy người có được tình yêu bền vững nơi dương thế này. Qua bao tháng ngày tình yêu cay đắng hoài, đâu có mấy người cuộc tình êm rơi. Con như chiếc thuyền mỏng manh lướt giữa dòng sông, mong thấy bên bờ cho thuyền lặng im cuộc sống. Nhưng cơn sóng dài xô con ngã nhòi, Ngài ơi nâng đỡ dậy, xin hãy đưa đường về bờ yêu thương. Dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, khi cử hành bí tích thánh thể, chúng con đã loan truyền mầu nhiệm con một Chúa chịu chết và sống lại. Xin giúp chúng con biết lấy cả cuộc đời để loan truyền mầu nhiệm đó, sau khi đã tìm được sức mạnh nhờ thông hiệp với mình và máu Chúa Kitô, đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Ngày mai thứ bảy cuối tháng 10 và có thánh lễ nhà an nghỉ lúc 16 giờ. Xin mời cộng đoàn tham dự. Và lúc 17 giờ rửa tội cho trẻ sơ sinh. Và xin các người đỡ đầu nhắc cho các anh chị hôm nay đã trở nên con của Chúa, giữ luật Chúa Nhật, ngày của Chúa đi tham dự thánh lễ. Cho nên xin nhắc đi nhắc lại như vậy. Niềm vui hôm nay cần phải được kéo dài lan tỏa. Và chúng ta nhớ Chúa Nhật, ngày của Chúa, luôn luôn dành thời giờ để tham dự thánh lễ. Thánh lễ xong, chúc anh chị em đi bình an.
Chúng con trong kỳ rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin Chúa che chở bỏ lời chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ đồng trinh hiển vinh sang lang. Lạy rất thánh trái tim Đức Chúa Giêsu, lạy trái tim cực thanh cực tịnh rất thánh Đức Bà Maria, lạy ông thánh Giuse là bạn thánh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, lạy các thánh tử đạo Việt Nam, nhân dân Cha và Con và Thánh Thần. Lạy Chúa Giêsu con thờ, lạy Chúa.